Thưa quý vị, Tổng cục Hải quan vừa chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng triệt phá vụ nhập lậu hơn 60.000 viên thuốc tân dược điều trị COVID-19. Và số thuốc này được ngụy trang dưới vỏ bọc là thực phẩm, cất giấu trong 15 kiện hàng nhập lậu qua đường hàng không. Trên vận đơn thì hàng hóa được thể hiện là thực phẩm, nhưng mà thực tế kiểm tra lại tại kho hàng ở Hà Nội, lực lượng hải quan thu giữ hơn 60.000 viên thuốc nhập lậu dùng trong điều trị COVID-19. Và điều đáng nói, dù các kiện hàng nói trên được gửi cho nhiều cá nhân khác nhau ở nhiều tỉnh thành, tuy nhiên tất cả đều cùng chung số điện thoại. Theo đại diện đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực phía Bắc, trước tình hình dịch COVID-19 phức tạp, các đối tượng đã tìm mọi cách nhập lậu tân dược và thiết bị y tế trong phòng chống dịch bệnh. Đây là vụ thứ hai kể từ đầu tháng 9 tới nay, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ tân dược nhập lậu thông qua đường hàng không.